xe tấp nập chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Đây là các bác đang đánh cờ, bán cờ rất đẹp, rất hay. Ngoài đường thì tấp nập xe cộ đang đi. Bạn bắt đầu về gì rồi? Ván cờ đang chơi rất gay cấn. Ván cờ lại về gì rồi các bác đang? Thank you.
Qua đây đánh xem anh cờ.